Hello anh em, chào mừng em ơi, trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, hèn chi nó bị bull à. Hiện tại đang vô ạ của bạn có Đinh. Bạn này comment lâu lắm rồi, nói inbox hoài mà mình không có vô review ạ. Ok thì sẵn ở đây mình sẽ xíu nữa mình sẽ review ạ của bạn có Đinh luôn nha anh em. Ủa gì? Có Đinh á. Cái tên hơi căng xíu. Ok, thì trước mắt anh em chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thử xem là con tướng tiếp theo sẽ xuất hiện trong game Đảo Kho Báu là con tướng nào nha anh em. Thì hiện tại bây giờ ở trên fanpage của game Đảo Kho Báu thì cũng đã có bật mí cho anh em chúng ta là con tướng nào nó chuẩn bị ra mắt, nhưng mà chỉ có mỗi cái chữ D thôi anh em à. Chỉ có mỗi chữ D thôi và bị truy nã anh em à. Bị truy nã thì mình nghĩ là chỉ có thể là hải tặc thôi anh em, hải tặc hoặc là cách mạng thôi chứ không thể là hải quân được anh em. Không thể nào là hải quân được. Vì vậy mà bây giờ cũng chẳng biết là con tướng nào nó sẽ xuất hiện đây. Thì anh em chúng ta sẽ soi thử. Thì tất nhiên sẽ có nhiều cái thông tin để anh em chúng ta có thể là tìm hiểu thử. Thì đầu tiên á, thì ở trong game thì anh em chúng ta sẽ thôi soi thử các cái thằng binh anh em. Các cái thằng binh thường thì ở trong các cái thằng binh thì nó sẽ có những cái con tướng nó xuất hiện ở bên trong cái thằng binh anh em. Giống như thế này nè. Đây, Sabo, Sanji, Moria này kia các kiểu. DA, rồi ở bên đây, hôm bữa trước Kizaru, mấy con này thì nói chung là mấy anh em mình biết hết rồi. Có một cái con tướng mà có nhiều anh em, có vài anh em bình luận là mình cảm thấy là khả năng cao sẽ xuất hiện anh em. Đây, để mình cho anh em xem luôn, tất cả bình luận luôn. Test the Dragon hoặc Gouger thì mình nghĩ là chắc là sẽ không anh em. Gouger mình nghĩ là chắc là không đâu. Mà mình nghĩ đến việc đầu tiên đó chính là hai con tướng anh em à. Đó chính là Gâu Đen với lại The Dragon. Gâu Đen với lại The Dragon nha anh em. Thì nhưng mà The Dragon thì hình như là mình thấy ở trong game này hình như là không có phải anh em. Đầu tiên anh em chúng ta sẽ soi thử cái chi viện nha. Chi viện. Ủa, hình như là mình nhớ là có anh em, mình nhớ là có đó nha. Zo, Zot Kim Cương đó nè. Đây. Hiện tại thì có khá là nhiều những cái con tướng đang vẫn còn ẩn đi anh em. Nhưng mà nó có tên rồi đó. Beona nè. Đây, Bubri, Ben Batman này kia các kiểu. Vì vậy mà khả năng cao là sẽ có thể là xuất hiện. Để mình xem. Đây, The Dragon có nha anh em. Nhưng mà chỉ là một con tướng cam thôi anh em à. Chỉ là một con tướng cam thôi. Đó, The Dragon hiện tại bây giờ chỉ là một con tướng cam thôi. Và hình dạng của nó như thế nào thì cũng chưa thể nào mà có thể là biết được anh em. Vì vậy mà bây giờ mình, con The Dragon là cái hệ là có thể là điều khiển được thời tiết anh em. Nó có thể là điều khiển được thời tiết. Như các cái cháp anh em xem ở trong chuyện thì nói chung là cái thông tin về The Dragon, về các cái trận đánh của The Dragon nói chung là cũng khá là hiếm anh em, khá là ít ỏi luôn á. Vì vậy mà không biết là ở trong game này nó sẽ như thế nào. Nếu mà nó điều khiển thời tiết thì nó cũng có thể là thay thế The Dragon, nếu mà ra mắt là có thể là thay thế được Navigoth nha. Navigoth hiện tại bây giờ thì anh em cũng đã biết thì nó có thể thay đổi được thời tiết. Và mẹ nó vô trong tem là nó giật phát đen thui cái màn hình, mưa gió sấm sét này kia là không thấy đường để mà quýnh anh em à. Vì vậy mình nghĩ là nếu mà The Dragon nó vô trong tem thì nó có khả năng gì ta. The Dragon ha, The Dragon thì nó sẽ có đầu tiên là chắc mình nghĩ là nó sẽ cũng giống như Nami giật mưa, nó không mưa nhưng mà như có mưa. The Dragon có thể là tạo ra mưa nha anh em. The Dragon có thể là tạo ra mưa được. Rồi gió lốc này kia các kiểu nè. Vì vậy mà khá là khó, bây giờ không biết cái kỹ năng của nó là như thế nào luôn anh em. Hay là tạo ra mưa sau đó là sẽ trừ sĩ khí này kia các kiểu, không mình cũng không biết được. Cái này chắc phải đợi game nó ra mắt con tướng thì anh em chúng ta mới có thể biết được. Đây, Bitmom hiện tại thì bây giờ đã ra mắt rồi anh em à. Và anh em chúng ta sẽ soi tiếp con tướng tiếp theo. Cú thương Moria, ở đây có Sigio và Begona nữa. The Dragon nữa nè. Đây, The Dragon có nhà Pudding, Carbone, Begea nữa. Begea. Để mình xem thử, soi thử. Hình như là mình nhớ là có. Wow, cái này chưa. Mình nhớ là có cái con gâu đen anh em à. Mình nhớ là có cái con gâu đen. Chi viện, chi Ghost Go Goshinante đoạn nào vậy ta? Hôm bữa trước mình thấy Zot Kim Cương, hôm bữa trước mình thấy như là có chi viện gâu đen anh em mà không nhớ là con tướng nào. Hay là ở trong cái thằng binh ta?
Mình nhớ như là ở trong cái thằng binh thì phải anh em, Trúc Flamingo thì cái gà nè, Black Red, à đây anh em à, đây Black Red nè anh em à. Ok ok thì ở đây anh em thấy không, ở trong cái phần này thì gold đen thì mình có tìm trên Google thì đây đó Red Red, thì thường thì em nó có tên là Mason D Tech đó. Đây các bạn này đã có ghi sẵn đây luôn nè, thì mình nghĩ là khả năng cao là nó sẽ một trong hai con này thôi anh em, một trong hai con này. Bạn gâu đen thì nó có hệ bóng tối này mà nó có luôn, nó ăn luôn cả cái trái ác quỷ, nhưng mà mình nghĩ là nó ăn cái trái ác quỷ thì nó sẽ chắc cái dạng thức tỉnh đúng không em, chắc cái dạng thức tỉnh của gâu đen quá, lúc đó là ăn cái trái ác quỷ trong cái trận mà cứu giải cứu A anh em, trận giải cứu A thì gâu trắng chết mới bị gâu đen nó bị cướp cái trái ác quỷ Guga đi. Vì vậy mà bây giờ khá là khó đoán, mình nghĩ là khả năng cao là nó sẽ xuất hiện là cái con gâu đen đó anh em à. Nhưng mà tại sao lại con gâu đen lại là một cái con tướng cam, tại sao lại một con tướng cam, có khi nào là cái bản cũ của cái game này hồi trước là lúc đó là gâu đen nói chung là nó cũng khá là phèn đó anh em, nó khá là phèn, nó chưa có lên tứ hoàng đó, cho nên là nó vẫn còn là ở vị trí là tướng cam. Và nếu hai con tướng cam này nó xuất hiện thì không biết nó sẽ liệu có làm ăn gì được ở trong cái game này hay không thì mình không biết nữa anh em. Để mình xem thử là trong đây còn có cái con tướng ở đó nó bật mí hay không. Wow, Sugar, Virgo, Chepon, Baby 5 này các kiểu hết em à. Gây lay á nè, vải trưởng gây lay mà lại là một con tướng cam nữa anh em à. Gây lay lại là một con tướng cam nữa. Không biết là có anh em nào rảnh ngồi soi thử mấy cái này hay không. Ồ, mấy chị em có bo nữa anh em à. Mấy chị em có bo có cả gây lay ở trong rồi đó nè. Không biết có anh em nào rảnh ngồi soi hết mấy cái này chưa. Thì hình như là ở trong cái thằng binh, hình như là mình thấy là có cái thằng binh của con gâu đen rồi đó anh em à. Mình thấy hình như là có cái thằng binh dành cho con gâu đen đó anh em. Mihao nè, để mình xem thử. Gap, Donchinza, Bitmom, San, Katakugi, Mako, Bitmom. Hình như là lúc đó mình thấy hình như là có cái thằng binh dành cho con gâu đen đó thì phải anh em. Mà hiện tại thì bây giờ White Pet, Black Bat chưa thấy anh em, chưa thấy. Wow, hiện tại thì bây giờ ở đây mình nghĩ là chưa có đủ mấy cái thằng binh đó anh em. Hình như là mình nhớ mang máng không lầm thì hình như là có cái thằng binh dành cho cái con gâu đen đó anh em. Có một cái thằng binh dành cho con gâu đen nhưng mà mình không nhớ được. Để gì mình rảnh mình soi thử xem. Mình không nhớ là không nhớ chính xác nha anh em, không nhớ chính xác nha. Đó, vì vậy mà mình nghĩ là có chữ D ở trong cái tên thì mình nghĩ là khả năng cao là Monkey D Dragon hoặc là Mason D Test, hai con này thôi anh em à, hai con này thôi. Chứ ngoài ra thì mình nãy giờ mình ngồi mình suy nghĩ khá là lâu anh em, nhưng mà mình vẫn chưa thể nào mà biết được. Gold Google thì mình nghĩ là không anh em à, Gold Google thì mình nghĩ là không đâu, mình nghĩ là gâu đen đó anh em à, Dragon hoặc là gâu đen, mà hai con này lại là hai con tướng cam đó anh em à. Khả năng cao là anh em có thể là úp sao này, khả năng cao anh em có thể là chơi được anh em à. Tính cam thì nói chung là cũng khá là nhẹ nhàng hơn ha. Hiện tại thì bây giờ mình soi thử trong này nó có lòi ra chưa, chưa, vẫn chưa anh em. Hiện tại thì nó mới bật mí thôi chứ nó chưa có xuất hiện. Rồi ok, thì khi nào mà con tướng nó ra mắt thì anh em chúng ta sẽ biết thôi. Và chắc là nay mai gì thì game trên fanpage thì cũng sẽ bật mí này kia các kiểu, nhá hàng này kia các kiểu, anh em nhớ để ý xem các video này kia các kiểu là anh em sẽ có thể là biết được con tướng nào sẽ thức tỉnh tiếp theo. Rồi, ok. Trời, đội hình gì vậy nè? Đội hình gì vậy ta? Ok. Rồi, ok, thì anh em chúng ta sẽ review cái ạc của bạn Coding. Hiện tại thì bây giờ bạn nó đang là nét 102 và 2.05T lực chiến VIP 4 anh em à. Wow. Quá, quái. Wow. Còn Jin đâu anh em à? Còn Jin luôn. Chưa mất Jin nữa. Chưa mất Jin cái nút nạp nữa anh em à. Hiện tại đi bây giờ wow, hơi 2 triệu mấy điểm luôn. Chưa xả điểm anh em, chưa xả điểm nữa. Còn Chinh ôi mấy anh em chịu khó cày thật sự chứ. Hôm bữa mình thấy ở trên group có một số anh em nói là kêu Usopp tạo một cái giải dành cho những anh em nông dân không nạp, không nạp quánh với nhau thử xem như thế nào. Đây, một con ạc khá là xịn sò anh em. Đâu phải cứ nạp là sẽ có ạc xịn đâu anh em, đâu phải cứ nạp là sẽ VIP đâu. Không nạp mà vẫn có thể là VIP nhưng mà nó hơi chậm hơn thôi. Nó hơi chậm hơn cho với những người nạp thôi anh em à.
đấy đồ bạch kim, ok nên chúng ta sẽ review với đấy đồ đạc này kia của bạn có đinh. Đối với những anh em mà không nạp á thì muốn sở hữu được trái quỷ xịn á thì nó nói chung là cũng hơi khó. Ôi trời, hình xăm nhóc không à đây. Nhưng mà dạo gần đây á nè, dạo gần đây thì cái sự kiện thâu tóm nó đã cho nên anh em rất là nhiều trái quỷ rồi. Vì vậy mà bây giờ mà mấy anh em không cần phải nạp vẫn có thể là sở hữu được những cái trái quỷ gọi là xịn sò anh em à. Nếu mà anh em chịu khó chơi, nếu mà anh em chịu khó cày cuốc này kia các kiểu anh em vẫn có thể là sở hữu được. Trời ơi, thức tỉnh Sanji lên 7 sao luôn anh em à. Đùa, không phải đùa, không phải dạng vừa đâu anh em à. Đây thức tỉnh Sanji lên 7 sao đàng hoàng hẳn hoi anh em à. Đó, đồ bạch kim Kaido này kia các kiểu cũng đã lên được tới đây và có cả xanh luôn. Đội hình khá là VIP anh em à. Đó, rồi ok hơi bị xịn luôn anh em, hơi bị xịn luôn nha. Các cái dòng đúc để mình xem thử xác suất né, tốc độ công bị không giảm sĩ khí và hồi công anh em à. Ủa cái dòng bị không giảm sĩ khí tôi chưa đúc xong nè. Đây. Ui, không biết là còn đá nhiều hay không, để mình vô trong gương mình xem thử ấy. Để mình đúc phát còn 19 viên à. Đây đợi sự kiện mà giảm giá đặc biệt này kia, sử dụng ngọc mua đỡ mới xài đỡ. Wow, hơi bị xịn anh em. Tốc độ công, xác suất né, hồi công và xác thương bạo kích. Ok, thì thường mấy con tay dài anh em lấy cái dòng xác thương bạo kích cho nó cũng được anh em. Con đâm chính như con A anh em lấy thêm một cái dòng xác thương bạo kích cũng không sao hết. Mấy con kia thì anh em lấy thêm cái dòng dòng xác suất né kháng bạo. Ủa, không có lấy cái dòng bị không giảm sĩ khí mà lại lấy cái dòng kháng bạo nữa. Ok, nói chung là cũng được anh em, nói chung là cũng được. Úp vậy thì lực chiến nó lên thêm được xíu nữa. Ồ, con San thì hiện tại giờ chưa dám định xong. Nico Robin anh em, Nico Robin hiện tại bây giờ cũng chưa dám định xong. Nói chung là khá là dễ dám định mà ta. Được cái là hơi khó, khó kiếm đá này mà, hơi khó kiếm đá một xíu mà đá hiện tại đi bây giờ có cái sự kiện cái sự kiện giảm giá đặc biệt anh em, sự kiện giảm giá đặc biệt anh em có thể là sử dụng ngọc để anh em có thể là mua đó, sử dụng ngọc để có thể là mua được những cái viên đá đó. Nói chung là nó bán 3-4 ngày trời mà, vì vậy mà anh em chịu khó mua thôi thì anh em có thể là thay giám định full được mấy cái bộ trang bị này. Sao mấy cái bộ này chưa 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 full ta? Đây cái bộ trang bị của con ủa đây còn cái quần nè, còn cái quần của con xanh tóc đỏ chưa full này anh em. Ok, quá VIP luôn em à. Trời bị xịn sò luôn á, để mình xem thử cái thiên thư đi. 40, 68 và 40 luôn chứ giỡn cho anh em. Hiện tại bây giờ đã thức tỉnh được 10 con tướng này. Trận pháp, SP trận pháp 275 luôn mới ghê chứ anh em. Ui vãi chưởng. Không nạp mà cái trận SP trận pháp nói chung là cũng gần bằng cái ạc của mình lên VIP 7, VIP 8 luôn anh em à. Công nhận là chịu khó cày thật sự chứ. Ok, thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ xem lại cái đấu trường đi. Wow. Cô Linh, cô giáo Linh 33,33T. Số đẹp vãi luôn anh em. Hiện tại bây giờ là bạn Coding Lau DZ đang là top 4 anh em à. Top 3 5,18T luôn á. Cách biệt xa dữ nè, để mình solo thử xem sao. Ui, cái đội hình này để mình sử dụng cái đội hình này đi. Đó. Wow. Xịn dữ anh em à. Sanji đang thức tỉnh là cộng 7 là mình thấy là hơi bị xịn luôn á anh em. Wow, win luôn nè anh em. Win luôn được, à không biết là do các bạn khi sử dụng cái đội hình hay sao mà không biết. Mà có thể là win được, nhưng mà vẫn win được anh em à. Mình khi sử dụng cái đội hình là có con Ineo ở trong đó anh em à. Đam hơi nhỏ ha anh em, đam cái đội hình của bạn có Linh hơi bé một xíu. Mình nghĩ là cái con A, con A sử dụng luôn cái trái quỷ Google luôn cho coi. Bây giờ mình sẽ quýnh với lại bạn top top 2 đi. Top 2 anh em à, 4,36T. Bên kia sử dụng cái đội hình gì vậy ta? Wow. Trời 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 trời. Xịn sò dưới nè. Đá bảy bá luôn anh em à. Nhưng mà rất tiếc. Như là bên kia sử dụng cái đội hình gì á anh em à, mình thấy có A rồi Ineo rồi Namigot rồi thêm con Shenji mà hình như là thiếu mất một con tướng rồi phải anh em. Đó, hình như là thiếu mất một con tướng hay sao á, để xíu mình xem lại thử đi. Ok, ngon lành củ hành luôn anh em à, ngon lành củ hành luôn.
Ủa trời ơi con gót anh em à, mấy một con tướng là con gót. Ok lên được cái top 2 nè, lên được cái top 2 luôn nè. The Gargan nữa nè, không biết giờ đợt này nó sẽ ra mắt là con The Gargan ta. Rồi ok, để bây giờ mình sẽ vô trong đội bạn bè mình thầy ông nội để mình solo với lại anh em thấy sao. Quỳnh Chi nữa nè, Tết Xâm Vầy Luật D 4 xu. À ok, để mình solo với cái bạn gia tộc D để xem sao. D 4 xu hấp diêm luôn. Rồi ok, để mình solo thử xem sao nha anh em. Trời trời, bên kia sử dụng cái đội hình gì nè, nhưng mà căng quá. Không lại rồi anh em à, không lại. Không lại rồi anh em à. Không lại các bạn D 4 xu rồi. D 4 xu căng quá. D 4 xu Luật Nhi Sinh. Ôi, nghe cái tên là muốn hấp diêm liền anh em à. Nghe cái tên là muốn quánh liền. Đây để mình thử xem sao. Nhưng mà chắc cũng không lại luôn rồi anh em à. Không lại rồi anh em. Wow, thua. Thua rồi, thua rồi anh em à. Nói chung là ạc của bạn này lực chiến to, nhưng mà có vẻ như là đam nó không có thì phải anh em. Như là đam nó không có hay sao. Đột phá. Hiện tại bây giờ trời ơi, đá siêu cấp còn nhóc dân nè. Mình nghĩ là nên dồn cho cái bộ bạch kim của con A nó lên cao cao một xíu, hoặc là up cái bộ trang bị cho Sanji lên bạch kim luôn cho rồi. Đây, đá đột phá nè. Ôi trời, hết đá đột phá rồi anh em à. Cường quá. Ghiền, ok. Nói chung là như nó hơi thiếu đam thì phải anh em. Nó hơi thiếu đam tí xíu. Tại nãy là quánh với cái bạn kia, nói chung là khóa chiêu khá là lâu, nhưng mà biết lâu thì mới có thể là kết thúc được cái trận đấu anh em à. Có thể là kết thúc được cái trận đấu, có vẻ như nó hơi thiếu đam một xíu. Long ca Pen, trời toàn mà kết bạn với lại mấy các bạn được chiến to to không, mà sao solo được đây. Họ nhà khỉ. Bây giờ mình sẽ solo với lại gia đình Tôn Ngộ Không thử xem sao anh em. Ở cái gia đình Tôn Ngộ Không đang sử dụng cái đội hình gì nào. Wow, không chịu nổi rồi anh em à. Đối với những mà anh em không nạp anh em thì nói chung là cũng khá là ok đó. Lên được chiến thì cũng thể lên được, nhưng mà sẽ bị thọt đi rất là nhiều so với những các bạn khác. Đó chính là bị thọt đi cái danh hiệu anh em à. Thọt đi cái danh hiệu. Danh hiệu thì chỉ có thể là dùng tiền để có thể là mua được, hoặc là các cái sự kiện đua top. Mà sự kiện đua top thì mình dễ đua lại mấy cái ông nạp anh em. Dễ đua lại mấy cái ông nạp. Cho nên là đây. À, ôi trời, cũng có cái sự cũng có cái danh hiệu top 2 đại phú hộ nè anh em. Như là cái sự kiện đua top nạp hôm bữa này phải. Đây cũng có mấy cái danh hiệu nè. 2, 4, 6, 7 cái nè mà 7 cái. Mấy cái danh hiệu này nó cho viện phí anh em. Khi mà anh em Luffy ghi 4 đạt 7 sao thì anh em sẽ nhận được cái danh hiệu này. Còn này là một trong các tướng. À, có cả tướng gâu đen nữa anh em à. Đây, lại xuất hiện thêm một cái thông tin cho mình nữa. Chính là con gâu đen. Chắc là khả năng cao là cái đợt này sẽ thức tỉnh là, ở là lộ xuất hiện là sẽ là con gâu đen đó anh em à. Mình chắc chắn rồi anh em à. Tự nhiên nó thêm một cái thông tin cho mình nữa thì mình cảm giác là đợt này khả năng cao là sẽ xuất hiện là con gâu đen đó anh em. Bây giờ em nó kết bạn toàn với lại những nhân vật xịn sò không, sao quýnh đi. Sao solo được đây anh em. Với lại đồ đạc này kia cũng chưa đúc xong đó. Chưa gèn xong đó, cho nên là giờ solo quýnh cũng chưa lại được mấy bạn đó anh em. Đây. Mình nghĩ rằng Sanji là bỏ cái dòng kháng bạo, hoặc là cái dòng cấp bọc kích đây nè, đúc lại cái dòng mà bị không giảm sĩ khí. Ở trên này có cái dòng gì đó. Đây, cái dòng này vẫn chưa đúc xong anh em à, vẫn chưa đúc xong. Lấy lại cái dòng bị không giảm sĩ khí thì mình nghĩ sẽ ngon hơn. Ở cái dòng tốc độ công vẫn chưa úp xong nè. Nói chung là chịu khó mua thêm ít đá nữa, hoặc là đi khiêu chiến quá tổ đội biết là có đi. Trời ơi, không đi luôn anh em à. Không đi khiêu chiến quá tổ đội luôn. Không làm nhiệm vụ luôn. Chắc là mình ý nhà ngục em bao đau chứ cũng không đi luôn quá. Không đi luôn anh em à. Quyết tâm không đi luôn. À, đi như đi nhà ngục em bao đau thì nó như nó cũng có cho một mớ đá nha anh em, nó cũng có cho một mớ đá nha. Hiện tại thì bây giờ còn 140 mấy ca bia nè, đợi cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ ra chơi luôn. Là ngon là củ hành luôn anh em à. Adzin không nạp, vậy là quá là VIP luôn anh em à. Trời chưa mà lột bạc nhóc luôn nè. Chịu khó rảnh ngồi xả hết cái lóng chiều mà lên bạc lấy bia thêm được khúc bia nữa anh em à. Ok, nói chung là hiện tại thì bây giờ chủ yếu là soi xương xương ạt bạn này thôi, chứ
chứ quýnh chắc là không lại mấy bạn này rồi. Nãy giờ mình solo với lại hai bạn là bạn D4 solo với lại bạn Di Sinh rồi, đánh không lại rồi anh em à. Đánh không lại mấy bạn đó rồi. Có thể là do thọt danh hiệu hơn anh em. Mấy bạn kia mình nghĩ là chắc cũng nạp khá, cũng có danh hiệu trên nhau khá là nhiều mà. Đồ đạc này kia mình nghĩ chắc cũng giáp định xong hết rồi. Hiện tại thì giờ ạc của bạn Loa DZ chưa có giám định xong cho nên là nó hơi yếu hơn xíu. Để mình xem thử. Hiện tại bây giờ cũng đã đi được đến 49.4 luôn nè anh em. Tinh Anh hiện tại bây giờ ây, với cái lực chiến này thì dư sức đi tới cái chương 10 anh em. Nói chung mấy cái chương nhỏ này nó dễ lắm. Đi cái chương 10 nó hơi khó hơn xíu thôi. Đây đi kiếm thêm mấy cái chiêu chiêu mộ linh vàng nè. Rồi ok, nãy giờ video nói chung là cũng khá là dài rồi anh em. Chắc mình sẽ kết thúc video đây quá. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu. Và không biết anh em dự đoán là con tướng nào sẽ xuất hiện tiếp theo anh em. Nếu mà anh em có cái ý tưởng nào đó mấp mé là con tướng nào sẽ xuất hiện thì anh em comment bên dưới xem thử là anh em chúng ta có đoán thử xem là biết đâu được sẽ đoán đúng hay sao anh em. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt anh em.